Kính chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Việt Nam chơi lớn tập trận bắn đạn thật với tên lửa siêu âm Jacon Kaplia và máy bay Jack-130. Năm 2022, quả thật quân đội ta đã chơi lớn chưa từng có, không chỉ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế mà còn công khai luôn hình ảnh diễn tập bắn đạn thật với tên lửa siêu thanh Jacon của tổ hợp tên lửa bờ Pasimpe và tiếp tục phô diễn sức mạnh dưới lòng biển. Khi cho tàu ngầm Kilo 636 phóng tên lửa Club S, lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tầm gần sonar trên tàu Jepard đánh chặn mục tiêu, ngoài ra còn bôi thêm quả máy bay huấn luyện Jack-130 ném bom mục tiêu trên biển. Chào mừng các bạn đã đến với video hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nói về những sự kiện quốc phòng của quân đội Việt Nam trong năm 2022. Nói thật, chưa bao giờ chúng ta thấy quân đội nước nhà lại tự tin như thời điểm hiện nay. Tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, mời bạn bè khắp năm châu bốn biển với giao lưu vũ khí, khí tài, trình diễn một bộ mặt mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam với những loại vũ khí đặc sắc hiện đại hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn tìm được những đối tác mua bán vũ khí mới khi Hoa Kỳ chính thức chốt đơn bán 12 máy bay huấn luyện T-6 Texan 2 cho Việt Nam. Mới đây, trong video tổng kết, lực lượng quân đội Việt Nam cũng đã xuất hiện những hình ảnh hết sức đặc biệt. Đó chính là quân đội ta đã lần đầu tiên phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Jacon. Đây là tên lửa được trang bị cho tổ phòng thủ bờ biển Pasimpe. Và hiện tại trên thế giới chỉ có 3 quốc gia sử dụng, đó là Nga, Syria và Việt Nam. Lạnh gáy là những gì mà chúng ta đã cảm nhận được khi nhìn thấy hình ảnh tên lửa Jacon được phóng đi từ tổ hợp tên lửa bờ Pasimpe. Khoảnh khắc mục tiêu trên biển bị nó xé nát đã cho thấy sự chính xác, sức mạnh vượt trội của tổ hợp này. Không cần nói nhiều, hình ảnh tên lửa được phóng đi và xé nát mục tiêu đã cho người dân Việt Nam và kẻ thù tiềm tàng nhìn thấy tất cả sự uy mãnh của nó với tốc độ xé gió gấp 2,65 tốc độ âm thanh tàu chiến. Kẻ thù sẽ chết mà không kịp cảm nhận đau đớn. Hệ thống tên lửa K-300P Pasimpe được mua từ Nga cho phép Hải quân Việt Nam phóng đi loại tên lửa hành trình chống hạm P-800 Onyx hay còn gọi là Jacon, vốn được thiết kế để gây thiệt hại hay thậm chí bắn chìm chiến hạm trên mặt nước của đối phương. Bên cạnh đó, với tầm bắn 300 km, loại tên lửa này hoàn toàn có thể vươn tới các mục tiêu quan trọng của Trung Quốc ở gần đảo Hải Nam. Theo tạp chí Quốc phòng Hán Hòa, Hải Nam hiện là địa bàn được quân đội Trung Quốc tung lực lượng xuống Biển Đông. Hệ thống Pasimpe của Việt Nam có khả năng giáng cho hạm đội Nam Hải của Trung Quốc những tổn thất quan trọng. Trong kịch bản giao tranh với Hải quân Trung Quốc tại vùng bờ biển Việt Nam, tên lửa đạn đạo chống hạm KH-35E trên tàu khu trục lớp Jepard của Hải quân Việt Nam và trên các chiến hạm khác là hiểm họa đáng kể đối với bất kỳ tàu chiến nào của Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực. Chưa dừng lại ở đó, Hải quân Việt Nam tiếp tục cho tàu ngầm Kilo 636 phóng tên lửa Kaplia. Một cột khói dài xuất hiện từ giữa lòng biển và bay đến mục tiêu với sự chính xác đến từng cm. Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á không có một quốc gia nào đủ tự tin để nói rằng chúng tôi có loại vũ khí tiên tiến hơn cả Kaplia và tàu ngầm Kilo của Việt Nam. Phóng một đạn duy nhất và mục tiêu đã bị tiêu diệt. Không ngoa khi nói rằng đây là vũ khí răn đe hàng đầu dưới lòng biển sâu của Hải quân Việt Nam. Nếu ai đó muốn săn lấp mặt bằng thì hãy gọi ngay tới số hotline của biên đội 6 tàu ngầm Kilo Việt Nam. Còn nhớ năm 2017, khi lần đầu tiên Kilo phóng tên lửa Kaplia, cả thế giới đã bất ngờ và không nghĩ rằng Việt Nam có thể làm chủ vũ khí hiện đại này nhanh đến thế. Bây giờ, các dòng tít như Việt Nam lần đầu tiên phóng tên lửa Kaplia từ tàu Kilo đã không còn nữa. Các vụ phóng tên lửa như thế này chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Theo các nguồn tin công khai, thì loại tên lửa được trang bị trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam có tên lửa chống hạm siêu thanh 3M54E, có tầm bắn tối đa lên tới 300 km, tốc độ tối đa Mach 2.9. Còn với những nguồn tin chưa công khai thì tầm bắn của tên lửa Kaplia trên tàu Kilo là chưa rõ ràng. Theo tạp chí nghiên cứu quốc phòng Kanwa, ngoài tên lửa 3M54E còn có tên lửa đạn đạo 3M14E, tầm bắn tấn công 290 km vào mục tiêu đất liền. Với các tàu ngầm Việt Nam từ Vịnh Cam Ranh có thể tấn công vào các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông của Trung Quốc. Theo chuyên gia Andrei Chang đã nhấn mạnh, hiện nay Nga chỉ cho phép xuất khẩu loại tên lửa 3M14E cho Algeria, Ấn Độ và Việt Nam mà thôi. Nếu chiến sự bùng lên giữa Trung Quốc với Việt Nam, có rất nhiều khả năng Hải quân Việt Nam sẽ đưa tàu ngầm của mình đi đầu trong chiến lược đối phó với Hải quân Trung Quốc. Các tên lửa 3M14E có thể được sử dụng trong sự phối hợp với các vệ tinh để đối phó với hạm đội Nam Hải của Trung Quốc, đặt bản doanh tại Trạm Giang ở Quảng Đông.
Sở dĩ Việt Nam được Nga ưu tiên đó là vì Việt Nam không có truyền thống quay cóp công nghệ đã được chuyển giao, trái với trường hợp của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam còn có Ấn Độ là đồng minh chính trong khu vực và trong lĩnh vực tăng ngầm Ấn Độ có thể giúp đỡ thêm Việt Nam, thậm chí còn tốt hơn cả Nga. Vì lẽ Ấn Độ có kinh nghiệm cho tàu Kilo hoạt động trong vùng biển nhiệt đới, có nhiệt độ tương tự vùng Biển Đông. Một hình ảnh nho nhỏ nữa nhưng đem tới cho chúng ta những điều bất ngờ đó chính là khoảnh khắc máy bay huấn luyện J-130 Việt Nam được sử dụng để tấn công mục tiêu trên biển bằng bom. Không chỉ là một máy bay huấn luyện thông thường J-130 mà quân đội ta mua từ Nga còn cho thấy rằng nó không hề đơn giản. Năm 2019, Việt Nam ký với Nga hợp đồng mua một phi đội 12 chiếc J-130 với trị giá lên tới 350 triệu đô. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, 6 chiếc đầu tiên trong hợp đồng này sơn màu dàn di rừng xanh cát vàng đặc trưng, mang dấu hiệu đặc trưng của Việt Nam đã về sân bay Phù Cát, Bình Định. J-130 sẽ hoạt động trong thành phần Trung đoàn Không quân huấn luyện 940. Rõ ràng ai cũng nghĩ rằng các phương tiện của Nga được sử dụng để thay thế máy bay Arrow-L39 đã lỗi thời và lạc hậu, được sản xuất ở tiệp khắc. Ai cũng nghĩ J-130 sẽ thay thế cho L39, nhưng cái không nghĩ tới đó chính là việc J-130 sẽ trở thành một cường kích bom của Không quân Việt Nam, thay thế cho Su-22 già cỗi. Còn để thay thế cho L39 cũ thì đã có 12 chiếc L39NG của Cộng hòa Séc mà Việt Nam cũng đã ký hợp đồng ngay sau khi chốt đơn J-130. Cho nên không phải tự nhiên mà Việt Nam lại mua cùng lúc hai dòng máy bay huấn luyện khác nhau. Nếu chỉ để cùng làm một nhiệm vụ huấn luyện thì nó là quá tốn kém và thừa thãi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì J-130 là một máy bay tấn công hạng nhẹ, có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên tới 3 tấn, lý tưởng cho chiến trường các khu vực rừng núi, nhiều cây cối như Đông Nam Á. Nhưng không rõ vì sao khi vào tay Việt Nam thì J-130 lại được đem ra tập trận đối hải, đúng là khó tin thật. Chắc chắn đây là một phiên bản đặc biệt của Nga dành riêng cho Việt Nam. Kho vũ khí của J-130 bao gồm tên lửa không đối không R-73, R-74, rocket không đối đất S-8, S-13, S-25. Các loại bom hiệu chỉnh và bom thông thường cỡ 500kg. Phạm vi bay khi không có bình xăng phụ là 2.000km, trần bay lên tới 12.5km. J-130 hoàn toàn có thể bay ra Trường Sa và bay về dễ như ăn kẹo. Tính linh hoạt và hiệu quả của J-130 khiến nó trở thành một tổ hợp bay huấn luyện chiến đấu hiệu quả, đặc biệt đối với các quốc gia có ngân sách quân sự tương đối hạn chế. Một hình ảnh khá thú vị nữa đó chính là hệ thống phòng thủ tầm gần sonar trên tàu chiến Shepard đã lần đầu tiên khai hỏa dưới mục tiêu đường không. Đây chính là dấu hiệu cho thấy quân đội Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ mọi hạng mục về vũ khí hải quân từ trên mặt biển, trên đất liền cho tới dưới lòng biển sâu. Với tên lửa 9M113, hệ thống phòng thủ tầm gần trên tàu Shepard 3.9 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu đường không UAV, tên lửa chống hạm đang hướng tới tàu mẹ. Các bạn thân mến, đây cũng là một năm tuyệt vời đối với quân đội nước nhà. Người dân Việt Nam đã được mãn nhãn thật sự từ các loại vũ khí mới mẻ, được đem tới triển lãm cho tới những hình ảnh các loại vũ khí hiện đại, thử lửa. Việt Nam này đã khác rồi, có lẽ đã tới lúc chúng ta cần phải khoe ra cho thế giới rằng chúng ta có những loại vũ khí gì để cho kẻ thù thấy rằng bây giờ Việt Nam là không dễ như trước nữa. Chúng tôi có đầy đủ mọi loại vũ khí, khí tài để khiến cho các vị phải ôm hận. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.